Hi, xin chào tất cả bác nhé. Hôm nay mình sẽ đưa các bác đi khám phá cái chợ chim cảnh ở thành phố Lạng Sơn nhé. Trước mặt các bác đây là có rất nhiều cái lồng bẫy chim cảnh này, lồng bán chim này các bác. Đây, bên này, bên là bên trà màu các bác ơi. Chị thì lại. Bên này là bên bán lồng. Đây có rất là nhiều các lồng chim nha các bạn, từ lồng treo ra đến lồng bẫy các kiểu hết các bạn ạ. Nhiều áo lồng, đủ hết phụ kiện của chim các bạn nhé. Còn ở dưới này có 4 cái lồng này các bạn ạ. Bốn cái lồng siêu đẹp luôn. Anh ơi, mỗi cái lồng bán như một cái bao tiền? Bác, mỗi cái lồng bán bao nhiêu tiền một cái đi bác? Cái to là bao nhiêu tiền? 700. Cái này còn cái phút rồi đây này. Không, cái kia nó phút rồi hả? Không, 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 thôi để lại cho anh nghe bán là ai về mình làm được mà cái này còn phải làm khay, không biết dở đúng đấy à? Các bác ơi, bên này có con chim, chim săn. Con này anh lấy ra bán này, lấy ra bán thôi. Trong nhà có nhiều con quá không có thời gian chăn. 12 con. Ôi thấy tổ nó anh.
thấy tổ con này là cái tổ hai con trong nhà, con thì bấy được, con thì bắt được, con thì mua về chơi bời một dạo, một con hơn một cân. Con kia thuần về vơ, từ ngọn cây kia là có mùi là bay về vơ. Con này bán khoảng bao nhiêu tiền này? Con này mấy trăm thôi, 600. Ngày cho nó ăn thịt đấy. Hết mà bọn này hết triệu rưỡi, nhưng mà thật ra nó cũng không đến đâu mà. Có con gà rừng. Đây là con gà rừng. Tầm mấy lạng hả chú? Một cân. Con này không đen lắm nhỉ? Con này mới thay da à? Nhưng mà nó không đen lắm nhỉ? Mới thay da à? Con này ở trên núi đá thì không đen đâu. Cái này mà làm gì hả chú? Đây là hoa lan này các bạn này. Vào xem hoa lan rồi đó. Đây là giống hoa lan gì hả bác? Giống hoa lan ở vào tháng 5 rồi, 6 rồi. Hoa lan rừng. Hoa lan rừng. Đây kiều vàng chim nũi rồi phải không? Sớm vậy. Cái này tháng 8 nó bắn rồi, tầm này bắn hết rồi. Bắn rồi chứ. Ủa đây là thuốc để nguyên nhân nó bắn là bị khô nước, ép vào chỗ nó không có nước. Keo lên lá cây. Máy kia nó rút cái chân được à? Vâng ạ. Ồ cái lọ keo này là bao tiền hả bác? 30.000. Kéo liền ra cây. Vâng ạ. Cái này chỉ là cái bệ thôi. Thank you.
hai con mặt trắng. Ra chợ bây giờ ít trà màu nhỉ. Hai nắng có hơn rồi. Nếu một thằng bờ đi. Rau này là ở đâu về bán đây chị? Rau Cao Bằng. Sắc nhỉ? Sắc nhỉ. Lấy một con như này này. Một con như này bao tiền hả chị? 270. Nhìn con nào cũng sắc. Cái này lấy về làm gì hả chị? Thiến gà. À, cái này lấy về thiến gà. Bên này bán rất là nhiều lan này các bạn ơi. Nhiều hoa lan. Hoa lan rừng. À, cái này là phân dê các bạn. Phần dê. Wow. Đây mà đông nuôi hả anh? Ông rừng nhé. Ông rừng. Một chai như là 3 tiền anh? 300 nghìn một chai mà đông rừng này. Các bác ơi, đây là mật ong rừng này. Một chai là 300 nghìn. Đây là củ vôi phải không? Đây là củ vôi các bạn ạ. Đây là quả dứa rừng này. Quả dứa rừng này to không các bạn? Quả dứa rừng này lấy về làm thuốc này các bạn. Còn những gốc cây mục này lấy về trồng lan các bạn ạ.